Hoàng Sơn lần đầu lên tiếng về nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, cầm nhọn là do. Vừa qua, Soobin Hoàng Sơn đã xuất hiện trong sự kiện ra mắt MV đầu tay của bản thân Tùng Mini. Anh chàng lập tức thu hút sự tập trung của truyền thông bởi hình ảnh ngày càng hoàn thiện. Khoảnh khắc trò chuyện của nam ca sĩ xin đừng lặng im cùng những người thân trong sự kiện được ghi lại. Anh chàng hào hứng khoe về thành tích tăng cân của mình. Soobin hồ hởi cho biết mình đã tăng hơn 6kg trong thời gian vừa qua. Anh cho biết thời điểm này anh đang sở hữu cân nặng 66kg. Ngày trước dưới 60kg, lúc lên được tới 60 rồi Bin còn đi ăn mừng, rồi nghĩ khi 63-64kg thì sẽ thay đổi nhiều. Tuy nhiên lên đến 66kg thì thực sự thay đổi mới rõ rệt, phải đến tầm này mọi thứ mới khác, Soobin Hoàng Sơn khẳng định. Soobin Hoàng Sơn xuất hiện trong sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 6 vừa qua. Nam ca sĩ được người thân, bạn bè, đồng nghiệp nhận xét là ngày càng hoàn hảo về ngoại hình. Có người còn nói sau nhiều năm gặp lại không còn nhận ra anh chàng nữa. Mọi thay đổi này đều là do tăng cân, theo Soobin chia sẻ. Tuy nhiên, với ai thì không biết, chứ riêng Soobin Hoàng Sơn thì tăng cân là chuyện đáng phải ăn mừng. Sở dĩ hình ảnh Soobin Hoàng Sơn vui vẻ đi ăn cùng bạn gái tin đồn giữa ồn ào chia tay. Mặc cho các fan đang xôn xao về tin đồn chia tay, nam ca sĩ và người yêu tin đồn vẫn vui vẻ xuất hiện bên cạnh nhau. Mới đây trên trang Facebook của quản lý Soobin Hoàng Sơn đã đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt cùng đi ăn uống với nhau. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây, trong buổi tiệc này còn có cả sự xuất hiện của bạn gái tin đồn của Soobin Hoàng Sơn, Tóc Tiên và Toliver giữa nghi vấn chia tay vẫn ngồi bên cạnh nhau. Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng trong chuyện tình cảm, Soobin Hoàng Sơn bị đông đảo khán giả đặt nghi vấn đang bí mật hẹn hò với một cô gái sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Dù liên tiếp lộ nhiều hình ảnh, bằng chứng hẹn hò, nhưng người trong cuộc vẫn giữ im lặng, chưa một lần lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn hẹn hò. Quản lý của Soobin Hoàng Sơn cũng từ chối trả lời về chuyện riêng tư của nam ca sĩ. Soobin Hoàng Sơn và bạn gái tin đồn liên tục bị fan bóc phốt vì diện đồ đôi. Cả những khoảnh khắc gần gũi trên phố đi mua sắm chung cũng bị xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Nhiều thông tin bên lề cho biết bạn gái Soobin Hoàng Sơn đang sống tại Hà Nội, cả hai bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò được vài tháng nay. Mới đây, cư dân mạng đã tinh ý phát hiện Soobin hủy theo dõi bạn gái trên Instagram. Cô gái trẻ còn thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái tâm trạng trên trang cá nhân của cô, kiểu tha dừng lại còn hơn sai lầm, rồi sau đó nhanh chóng xóa đi. Những động thái của Soobin và cô gái trẻ đã làm dấy lên tin đồn rạn nứt tình cảm. Với việc đưa nhau đi ăn và ngồi cạnh như thế này đã xóa tan nghi vấn Soobin Hoàng Sơn vừa chia tay bạn gái. Nguyệt Ánh cổng mặt trời viết tâm thư gửi con trai đầu lòng khiến ai cũng xúc động. Người hâm mộ của Nguyệt Ánh rất vui khi biết được cô và ông xã sắp chào đón thành viên mới cho tổ ấm của họ. Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Nguyệt Ánh đã đăng tải dòng trạng thái nói về cảm xúc của mình trong giai đoạn mang thai. Cô tâm sự với thiên thần của mình, mẹ đếm từng ngày, ngày mẹ được ôm nhóc của mẹ vào lòng. Mỗi ngày trôi qua, mẹ càng cảm nhận rõ những cử động trồ đạp của con, vẫy vùng, lắc lư theo điệu nhạc, cảm nhận rõ bàn tay, dấu chân con hằn lên bụng mẹ. Cảm ơn nhóc đã ban tặng mẹ những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Cảm ơn ba của nhóc đã dành tặng món quà thiêng liêng nhất cho mẹ. Cách đây không lâu, thông tin Nguyệt Ánh mang thai thiên thần đầu lòng sau hơn một năm kết hôn với ông xã Ấn Độ đã khiến khán giả khắp nơi xôn xao. Dẫu vậy, Nguyệt Ánh cũng chỉ thừa nhận chuyện này với một số bạn bè thân thiết. Đến khi vòng 2 vượt mặt, cô mới khoe với khán giả bộ ảnh mà mình thực hiện để kỷ niệm giai đoạn mang thai. Thời gian này, nữ diễn viên đã tạm ngưng công việc ở phim trường, dành thời gian dưỡng thai và tìm hiểu thêm về các kiến thức lần đầu làm mẹ. Có thể thấy, cô không tăng cân quá nhiều và vẫn giữ được nét tươi tắn trên gương mặt của mình. Ông xã Nguyệt Ánh là một người Ấn Độ, cả hai kết hôn với nhau vào tháng 3 năm 2017, chồng cũng chính là giáo viên dạy yoga cho Nguyệt Ánh. Sau khi lập gia đình, Nguyệt Ánh cùng chồng định cư ở Việt Nam và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Nguyệt Ánh là một nữ diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh và diễn viên kịch nói nổi tiếng. Cô được khán giả biết đến qua các bộ phim như Cổng Mặt Trời, Thứ Ba Học Trò, Miền Đất Phúc, Dòng Sông Huynh Đệ và Giấc Mơ Cổ Tích. Bị bạn nói xấu lại thêm Trịnh Thăng Bình nói móc, Harry Won xưng mày tao dằn mặt. Bức xúc về cách hành xử hai mặt, giọng ca Anh Cứ Đi Đi đã bấm hủy kết bạn, nghỉ chơi với những người khó lường. Mới đây, Harry Won bất ngờ chia sẻ những bức xúc khi phát hiện ra cách hành xử không hay của nhiều người bạn trên mạng xã hội. Dù đã add friend, nhưng khá nhiều người sau đó lại thể hiện quan điểm đồng tình với những thông tin trái chiều về Harry Won. Bức xúc với cách hành xử hai mặt, giọng ca Anh Cứ Đi Đi đành bấm hủy kết bạn, nghỉ chơi với những người này.
Có những người kết bạn xong lại viết bình luận hay like những hình ảnh, clip không hay về mình. Tâm lý gì kỳ vậy? Một lần thôi bỏ qua, duy trì thôi xóa luôn bạn, Harry Won than vãn. Dòng trạng thái này bày tỏ sự bức xúc của ca sĩ đến từ xứ Củ Sâm đã nhận được nhiều lời an ủi động viên. Kệ mấy người đó đi, đừng để ý chị nhé, xóa xong block liền luôn chị ạ. À. Để ý xong chị lại phải lo lắng, buồn phiền nữa là tụi em không có chịu nổi đâu. Chị bỏ qua mấy người đó để chúng em này. Chị biết không, chúng em mãi yêu chị, người hâm mộ bày tỏ. Bên cạnh lời cảm thông, Harry Won cũng đón nhận nhiều lời trêu chọc từ bạn bè, đồng nghiệp. Nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình để lại bình luận, ăn ở sao mà để bị hại hoài vậy chị? Đáp lại, bà xã Trấn Thành thẳng thắn, y như mày đó, à không, mày còn hơn chị nữa. Cách đối đáp xưng hô mày tao thân thiết của Harry Won và Trịnh Thăng Bình cũng là điều dễ hiểu, bởi chủ nhân hit người ấy là một đôi bạn thân rất thân thiết của Trấn Thành. Còn nhớ cách đây 2 năm, anh Xìn chị Ri phải nhận gạch đá vì công khai quan hệ yêu đương khi nàng vừa chia tay mối tình 9 năm với Đinh Tiến Đạt trong khi chàng vướng nghi án trai công. Trong khi cặp tình nhân ngôi sao bị cả thế giới quay lưng, ca sĩ họ Trịnh lại lên tiếng bênh vực. Chúng ta đều là những con người bình thường, có quyền được yêu và thậm chí là quyền được hết yêu, rồi cũng lại sẽ có quyền bắt đầu một mối quan hệ mới. Cuộc đời ai mà không có những lúc như vậy, đó là chuyện bình thường. Chuyện tình yêu của hai người, thậm chí ba người không có đúng sai. Người trong cuộc đã lên tiếng, họ đều là những người tốt, có đạo đức. Chúng tôi là những người làm nghệ thuật rất cần mọi người ủng hộ. Thế nhưng trong cuộc sống cá nhân, chúng tôi cần các bạn cho một không gian riêng. Bởi vì chúng tôi chỉ là những con người bình thường. Hãy ngừng phê phán và lên án người khác, mà hãy sống tốt cho bản thân mình đi nhé. Trịnh Thăng Bình chia sẻ. Bên nhau lúc nguy nan, giọng ca người thứ ba cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp với Xìn Ri khi yên bình. Nói về mối quan hệ với Trấn Thành, ông xã Harry Won ở hiện tại, Trịnh Thăng Bình bộc bạch. Tôi có rất ít bạn để gặp gỡ, trò chuyện. Trấn Thành là một trong số ít đó. Do đó, nói bị ảnh hưởng thì không phải, nhưng cậu ấy là một người quan trọng với tôi. Trấn Thành là người bạn tôi cảm thấy chơi được và tin tưởng để chia sẻ. Một trong những điều khiến tôi và cậu ấy trở nên khăng khít với nhau chính là chúng tôi có thể chia sẻ thoải mái những suy nghĩ, những bí mật cá nhân mà không sợ đối phương bán đứng hoặc kể cho người khác nghe. Mọi người cũng biết rằng câu chuyện đời tư của nghệ sĩ luôn rất nhạy cảm. Nhưng riêng tôi và anh Trấn Thành, mỗi lần như vậy đều có thể cho nhau lời khuyên, đồng thời giữ bí mật của nhau. Ai cũng cần có một người bạn thân thiết để có thể trút bầu tâm sự. Câm nín trước nhan sắc không tưởng của dàn thí sinh casting The Face 2018. Buổi sơ tuyển kết hợp ghi hình thứ hai của chương trình The Face tại Hà Nội có sự góp mặt của một số gương mặt quen như người đẹp Thiên Hương, người mẫu Anh Vũ, hot boy Quốc Anh. Sáng ngày 5 tháng 6, hàng trăm thí sinh có mặt tại buổi casting The Face Việt Nam 2018 tại Hà Nội. Nhiều bạn trẻ đến từ 7 giờ sáng để đăng ký hồ sơ, đo chiều cao và chụp ảnh trước khi bộ ba giám khảo Thanh Hằng, Hoàng Yến và Minh Hằng xuất hiện. So với phòng sơ tuyển tại thành phố Hồ Chí Minh, số lượng thí sinh khu vực miền Bắc ít hơn, tuy nhiên vẫn có những gương mặt thân quen khiến vòng casting sôi động, nhộn nhịp hơn hẳn. Năm nay, The Face do nhà sản xuất của chương trình Next Top Model tổ chức, lần đầu tiên có sự tham gia của cả thí sinh nam và thí sinh nữ. Một trong những gương mặt gây chú ý của buổi casting khu vực miền Bắc là Bùi Lý Thiên Hương, người đẹp sinh năm 1996, từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô diện chiếc váy khớt ao táo bạo, trang điểm đậm, kết hợp cùng phụ kiện trang sức cầu kỳ. Thiên Hương sở hữu chiều cao 1m74 với sở đo 3 vòng 84, 64 và 91. Khi tham gia sân chơi sắc đẹp, cô gái này được đánh giá là thí sinh tiềm năng với gương mặt đẹp, ưu điểm ăn hình. Nhưng cuối cùng, cô không may mắn có mặt trong top 15 chung cuộc. Đến với The Face, cô mong muốn được thể hiện bản thân nhiều hơn nữa. Nguyễn Thùy Linh, 23 tuổi, đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để casting. Cô cũng từng dự thi đấu trường nhan sắc là top 10 Hoa hậu Việt Nam 2016. Thùy Linh chia sẻ, sau cuộc thi cô không hoạt động showbiz nên ít được biết đến. Nói về lý do đến với The Face, cô gái cao 1m72 bày tỏ, người mẫu mới là lĩnh vực cô thực sự đam mê. Thí sinh Trần Quốc Anh, hot boy trong MV mới của ca sĩ Hòa Minzy, gây ấn tượng với chiều cao 1m86 và gương mặt điển trai. Quốc Anh chia sẻ nếu được lựa chọn, anh muốn về đội của huấn luyện viên Minh Hằng để học thêm về diễn xuất. Một gương mặt người mẫu quen khác là Hoàng Gia Anh Vũ, top 11 Việt Nam Next Top Model 2015. Với chiều cao 1m82 và những kinh nghiệm từng đóng TVC, Anh Vũ tự tin đây chính là lợi thế của mình tại The Face. Anh cũng bày tỏ không lo lắng khi gặp lại giám khảo Thanh Hằng. Chiều cao của các thí sinh tham dự chương trình khá chênh lệch, nhiều thí sinh nữ cao dưới 1m7. Trong ảnh là thí sinh Bùi Linh Chi đến từ Hà Nội, học ngành sân khấu điện ảnh.
một thí sinh nữ ăn vận táo bạo ở buổi casting sáng ngày 5 tháng 6. Nhiều năm trở lại đây, truyền hình thực tế được coi là bước đệm để các bạn trẻ bước chân vào lĩnh vực giải trí. Cặp chị em họ đến từ Học viện Tài chính, Vũ Thái Vương và Hồ Phương Linh rủ nhau đi thi để thực hiện ước mơ làm người mẫu của mình.